Mình vừa làm bánh vừa quay phim mà vừa gọi điện thoại cho sư phụ, mình kêu là mình đang làm bánh, cái mình quay cho sư phụ coi, mình gửi cho sư phụ mừng ơi là mừng luôn. Nè các bạn ơi, nè các bạn coi nè, bây giờ mình để vậy nè, đó các bạn thấy không, đó bánh của mình đó, thành phẩm đó, xong một cái bánh bò đây mình để xuống. Mình cái này chắc nó hơi nóng, còn đây là một cái khay bánh bò bự, thiệt là bự, của nhà Izumi. Các bạn thấy không, đó mình sẽ cắt ra vậy thì các bạn thấy nó dễ hơn nhiều đúng không. Nếu mà mình hấp trong chén á thì mình bỏ ra từng chén nó cực lắm các bạn, mà hồi nãy mình không có quét nhiều dầu máy mà cũng được, nó không hề dính khuôn luôn này các bạn thấy không. Đó trời ơi nó thơm ơi là thơm luôn đó các bạn, thơm lắm. Đó bây giờ mình sẽ chia ra, mình cắt từng cái khoanh 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 khoanh, giống như là cái ông bán bánh bò á, các bạn nhớ hồi xưa không, có cái ông mà bán bánh bò mà ổng đẩy đó, ổng đẩy trong cái xe đạp á, xong cái ổng cắt cho mình miếng, ổng rắc muối mè vô, trời ơi, ăn nó ngon ơi là ngon, ngon lắm luôn á các bạn. Đó cứ giờ mình thèm á là mình làm mình sẽ cắt ra như vậy, một phần mình sẽ bỏ vô trong tủ tủ đông, tủ đá đó, mình cứ con mình ăn á là mình sẽ hấp ra cho con mình. Nó thích ăn lắm, hai đứa nhỏ nó cũng thích ăn bánh bò lắm. Ngày mai nếu mà mình rảnh đó các bạn thì mình sẽ làm thêm những cái món bánh gì mà nó dễ dễ hơn một chút, đỡ tốn thời gian. Mình làm từ nãy giờ nói chung là vui nhưng mà nó hơi tốn thời gian chút, mình giờ không có cái thời gian đâu các bạn, mình dọn nhà nhiều lắm. Mình hy vọng là các bạn coi và sẽ thích cái video này của mình. Các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Các bạn ơi, các bạn nhớ like cho mình nữa nha. Mình thấy các bạn coi cũng nhiều quá nhưng mà mình thấy vẫn có chưa đủ like chút nào hết. Các bạn like cho mình nhiều nhiều một chút nữa đi. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Mình sẽ gửi cái clip này qua cho sư phụ để sư phụ đăng lên. Giờ bây giờ ở Việt Nam là chắc là chín, đúng rồi, bên đây giờ là 4 giờ chiều mà trời còn nắng đẹp lắm các bạn, từ vì mùa hè đó. Ok còn chắc là sư phụ tối nay sư phụ đăng chắc là ngủ không được. Nói chung là làm cái này á nó tốn thời gian nhưng mà nó vui, mình bắt đầu tập tành làm thôi. Ok, các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhiều nhiều nha, để mình còn suy nghĩ ra nhiều cái content để mình làm. Nói chung là mình sẽ suy nghĩ nhiều 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 chút xíu rồi mình sẽ làm, mình tạo ra nhiều cái content mới để cho các bạn coi, để các bạn theo dõi là cuộc sống của mình ra sao ha. Mai mốt mình cũng sẽ may đồ nữa chứ, tự nhiên đi học may mà không may đồ thì kỳ quá. Ok bye bye các bạn nha, nhớ like cho mình nha, các bạn nhớ subscribe cho mình nữa nha, nhớ nha nhớ nha. Chào tạm biệt các bạn nha, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ trổ tài nấu nướng. Mình sẽ tự vì mình không có thời gian để đi quay clip ở ngoài trời đó các bạn. Thành ra là mình quyết định là mình sẽ dành một chút thời gian hôm nay để quay những cái món ăn thông thường trong nhà mình. Như là hôm nay mình sẽ quay cái món bánh croque monsieur rất là dễ làm. Thường buổi trưa con mình mỗi đứa nó hay ăn 2 miếng, rất là dễ làm, rất đơn giản luôn, không có gì là khó hết. Và món bánh thứ hai là mình sẽ làm cái bánh mà kỷ niệm của mình hồi ở Việt Nam, kỷ niệm thơ ấu của mình. Hầu như là một tuần mình phải ăn cái bánh này mấy lần. Và khi mà các bạn biết không, lúc mà mình về Việt Nam á các bạn, là mình phải đi ghé lên chợ lớn, ở trong chợ lớn á là nó có một cái những cái gian hàng người ta bán mấy cái bánh bò tổ, với bánh bò to thiệt là to các bạn. Đó là lúc nào về Việt Nam á mình cũng phải ghé, mình ngày đầu tiên luôn, trước khi về, xuống sân bay một cái là mình nói chạy ra đó mua một cái bánh liền tại chỗ để mình ăn. Và ở đây á thì không có ai bán hết các bạn, thành ra là mình sẽ làm cái món bánh bò
đó là bánh bò rễ tre hoặc là bánh bánh bò của người 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 Hoa đó các bạn, mình mê ăn lắm. Đây là cái thành phẩm của mình. Ok, mình quay trước cái thành phẩm, xong sau đó là mình sẽ quay tới cái quy trình làm bánh của mình ha. Đây là bánh bò của Izumi làm tại Bỉ. Đây mình chia sẻ và sẽ chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều cái video nữa để chia sẻ với các bạn ha. Ok. Đó, bây giờ cái máy nó nướng xong rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ lấy ra. Đó. Nãy mình bỏ vô, giờ nó nướng xong rồi mình lấy ra. Lấy ra mình cắt ra rồi mình bỏ ra đĩa. Xong mình cho nó ăn với ketchup. Đơn giản là vậy đó các bạn. Ăn rất là ngon. Kevin ra bẻ cái bánh là làm đâu ra cho mi cho nó kéo phô mai ra đi. Đây nè. Rồi ok, bà bỏ qua bàn đây. Rồi, con cắt ra cho thấy cái phô mai đi. Xéo ra cho thấy cái phần mà tội nghiệp cái bánh của con mình cắt nhẹ này. Đó, các bạn nghe thấy nó giòn không? Xong rồi xịt cái ok, đó là phía bên trong, vậy là mấy đứa nhỏ nó ăn rồi đó. Ok, giờ bắt đầu mình sẽ đi chuẩn bị mình làm thêm cái món khác nữa. Mình sẽ đi làm bánh bò. Giờ để cho mấy đứa nhỏ nó ăn nha. Đó các bạn, bánh mình bỏ vô rồi đó. Giờ mình phải đậy nắp liền chứ không thôi nó hết hơi. Bạn thấy không? Giờ là nó sẽ tự động nó hấp. 15 mình nghĩ là chắc 20 phút nữa mình quay trở lại. Con mèo nó kêu kêu cái gì mà kêu mặt con mèo. Ok, cái lò nó kêu bánh chín rồi các bạn ơi, bây giờ mình lấy bánh ra đây. Giờ mình chờ khoảng chừng một chút xíu, khoảng chừng 10 giây ha. Mình để cho nó bớt cái hơi á, rồi mình lấy bánh ra. Mình nghe mùi thơm lắm luôn. Đây, để mình lấy cái cây mình thử bánh coi là nó có bị dính không. Mình lấy cái miệng mình chỉ vô, nếu mà nó không dính thì bánh nó chín. Nghe mùi thơm là thơm luôn. Ở bên đây các bạn không có ai bán bánh gì hết. Cái gì mình muốn ăn đồ Việt Nam á là tất cả luôn là mình phải tự làm hết nha các bạn. Nó nở ngon lắm, không hề dính luôn. Ok, nó chín rồi đó. Này các bạn, đó đây là thành phẩm của mình nè các bạn, bánh bò hấp ngon chưa, nguyên một hai luôn. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt bánh, mình bỏ ra dĩa, mình cắt bánh bỏ ra dĩa nha. Nè đó các bạn thấy không, đó nguyên một cái khay to luôn. Một lần mình hấp là mình sẽ hấp nhiều như vậy, xong rồi mình để dành cho con mình nó ăn từ từ. Ok, giờ mình sẽ cắt bánh mình bỏ ra dĩa cho các bạn coi nha. Mình cắt bánh ra đĩa rồi nè, thành phẩm của mình nè. Đó, các bạn thấy không? Chà, hình như là nó không có đủ sáng. Đó, bánh bò, nguyên một cái khuôn nè. Đó, các bạn thấy không?
Xốp lắm nha, xốp lắm, ngon lắm, ngon lắm. Cái mùi thơm ơi là thơm luôn, mình ước gì mình có thể gửi cái mùi thơm của cái bánh bò này qua cho các bạn. Ai mà gửi được. Đó. Mình quay đây có nó à, qua đây nó bắt sáng hơn nè. Ok. Đó. Các bạn thấy bánh bò đẹp không?